Quế xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức. Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương rất hân hạnh để chào đón một người lính hải quân, và anh cũng là một trong những người anh rất thân thương ở trong gia đình văn nghệ của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng chào đón cựu hải quân đại úy Lê Bá Chư. Dạ, xin mời anh Chư. Vâng, trước hết Lê Bá Chư xin kính chào tất cả quý niên trưởng, các anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhất là tất cả các anh em cựu quân nhân hải quân của chúng ta, và kính chào tất cả quý thính giả toàn quốc của Hồng Việt TV, và chào tất cả quý đồng hương khắp tất cả các tiểu bang cũng như khắp các nơi trên thế giới đã theo dõi chương trình hôm nay. Vâng, chào Phương Hồng Quế, chào Trang Thanh Lan, chào Nghĩa Sữa. Dạ, chúng em Tiếng Hát Hậu Phương, Trang Thanh Lan, Phương Quế và Nghĩa Sữa xin chào anh Lê Bá Chư. Cha quen biết anh mấy chục năm nay rồi, lần đầu tiên thấy anh quá đẹp trai. Quá một đẹp bộ trai. Đồ hải quân mà bước vô đây thấy sáng hết, không cần đèn chắc tắt đèn hết đi mấy em ơi, đầu sáng quá. Sáng rực một màu sáng trời. Sáng rực nguyên cái phòng quay của chúng ta. Quần áo thẳng tắp, loan lá đồ ngon lành. Em biết là bộ đồ này là bộ đồ mà dụ dỗ tất cả các chàng trai của thời trước của Việt Nam Cộng Hòa mình là đi lính hải quân là vì bộ đồ này đó. Yeah. Bộ đồ này là bộ đồ để đi tán gái, gọi là bộ đồ tiểu lễ. Không? Đây là để đi chơi thôi, đi bờ. Bộ đồ đi, bộ đồ đi bờ của anh em hải quân. Khi mà đi chơi lên bờ đó, lên bờ đó, gọi là đồ đẹp quá. Chẳng những dụ các chàng trai đi lính hải quân còn dụ dỗ các em gái mê người lính hải quân mê tích thò lò đấy chứ. Trời ơi, anh Chư hồi xưa nói thiệt đi nhiều đạo không anh Chư? Thì anh em hải quân thì được trời cho cái là được rất là nhiều, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu, là vì khi đi xa rồi đó thì em biết một lần tất cả anh em hải quân thì mỗi lần đi công tác khoảng 3 tháng, 6 tháng, nhiều khi 7-8 tháng cứ lên đến tàu sông nước vậy đó, sông nước mới được vào bờ anh. Cũng lâu lâu thì mới được về bờ. Thưa anh Lê Bá Chư, cũng như là anh Lê Bá Chư cũng là một người anh trong gia đình văn nghệ, giống như Phương Quế nãy giờ mới nói, là một ông anh rất là thương yêu đàn em, nhất là Trang Thái Lan và Phương Quế thì hay nhõng nhẽo với anh lắm. Thì hôm nay thì anh nói để Quế nói anh ơi, thiếu một người hải quân, bây giờ làm sao anh lên chương trình để cho tụi em có một người hải quân. Anh đồng ý liền thưa quý vị, và đó quý vị đã thấy một bộ đồ tìm kiếm không, anh khó đứt để cho anh hai tuần lễ để tìm bộ quần áo này đó quý vị. Dạ, cho anh hai tuần đi để anh hẹn. Đúng ra thì thật sự thế này này, khi mà Phương Quế với Trang Thanh Lan nói anh là bao nhiêu lần rồi, anh rất là ngại. Lý do là kỳ xưa thì anh đem từ Việt Nam qua có một bộ đồ, thì Quế biết kỳ xưa kỳ 75 qua đây á, là anh là cái người bận bộ đồ hải quân đi tất cả các cái chương trình văn nghệ, khi nào cũng bận làm MC để làm rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì anh nhận trường, anh mượn, anh coi video và anh đi show. Rồi sau rồi bây giờ mất luôn. Anh mất trường thì cũng hơi khó, là vì em biết là thứ nhất là cái vấn đề lon lá cũng như là nón nó rất phải đúng. Là vì như Trang Thanh Lan với Phương Quế biết là tất cả các anh em hải quân, tất cả các khắp nơi của hải quân mình trước
mà thấy mà bận đồ không đúng á là người ta cười chết. Thứ nhất là mình cũng ở trong quân đội, trong hải quân cũng lâu rồi, thành ra phải làm sao cho đúng, thành do đó nên mới ngần ngại mà trả lời. Thì cũng may là trời cho thì cũng kiếm tất cả mọi chuyện đều đâu ra đó cả. Nhưng mà chẳng những tìm một bộ đồ mà đúng phong cách của một người hải quân mà rờ có còn muốn đứt tay tại mấy cái ly ủi bén quá, bén quá chừng bén. Mà hay nha, anh chưa giữ được cái thân hình nha, mấy chục năm á nha vẫn không bao giờ thấy có cái bụng ha. Hay ghê, anh có tập thể dục, anh sit up làm sao hay. Thì cái vấn đề mình, cái quan trọng nhất là phải cái vấn đề ăn uống và mình giữ sức khỏe. Thì thật sự cũng như Quế với Lan cũng ở gần anh cũng biết là anh là cái vấn đề ăn uống là cái quan trọng nhất. Mình phải làm sao về take care cái con người của mình. Cái quan trọng nhất là nếu mà bây giờ mà mình lớn lên mà mình bệnh thì rất là khó khăn. Nói về ăn uống thì anh Lê Bá Chư là một người đầu bếp nấu rất là ngon. Anh nấu ảnh tại sao ảnh ốm, anh nấu ăn vậy mà anh ốm anh tại nấu ai ăn, ta ăn, ăn anh nấu cho người ta ăn thôi chứ mình đâu có ăn. Anh không bao giờ ăn hết á, nấu là không bao giờ ăn hết á. Nghĩa có bao giờ ăn thức ăn rồi mai chưa? Mai Lê Bá Chư luôn mà. Trời cùng dòng họ nhau nữa, bởi vậy mà. Lê. Thì cái vấn đề nấu ăn thì cũng cái đó là cái thú vui dạ, thật sự ra cái sở thích. Nhưng mà ngày xưa cái lúc mà anh mở cái nhà hàng anh Hùng với các anh hải quân mà mở cái nhà hàng Hoàng Sa đó ở trên đường Broadhurst của mình á, nhà hàng nó của Paracel là Hoàng Sa của hải quân. Thì lúc đó là anh đã biết nấu ăn chưa là hay là nấu ăn từ nhỏ là từ trong gia đình về trong gia đình mới các nhà, anh các chị và các chị về sau khi mà anh làm nhà đúng ra thì khi đó khi mà sau 75 anh qua đây thì anh là làm sếp cúc với lại làm manager cho một cái nhà hàng của Mỹ. Mà em biết kỳ đó nếu mà anh đi theo cái nhà hàng thì bây giờ không có khổ như bây giờ, không có nghèo như bây giờ. phải theo anh mê văn nghệ quá. Mê văn nghệ quá, đúng rồi. Thành ra đó bao nhiêu tiền bạc đổ vô thì em biết rồi, bao nhiêu show 10 show thì nó lỗ hết 8-9 rồi. Thì ham vui. Thành do bỏ chứ kỳ đó là anh đã làm nhà hàng, anh cũng có mấy cái nhà hàng, mấy cái vũ trường nhưng mà bù lại anh chứ trung tâm anh cũng nổi tiếng, trung tâm giáng ngọc. Ngoài ra có nhà hàng còn có một cái trung tâm ban nhạc gọi là trung tâm giáng ngọc. Bây giờ trung tâm còn hoạt động không anh? Bây giờ cái tiệm thì còn là vì cái lease anh đến 2020 còn đến 3 năm nữa. Thì bây anh giờ để làm cái gì anh? Anh để cho Nam Lộc anh thì thật sự bây giờ thì cũng rời thai rồi. Thì cái tiền rời thai thì cũng không có bao nhiêu thì cũng đi làm thêm, anh làm cho bên xã hội và làm cho lo cho mấy ông cụ già, mấy người lớn tuổi đó, mấy người mà họ có những cái tâm trạng họ con cái hay gia đình không có vui vẻ với bố mẹ đó. Thì các cụ đó thường thường là những người đó họ giống như là họ stress nhiều lắm, họ rất là tuổi thân vì cái cuộc sống của họ bên Việt Nam khác rồi, rồi qua đây con cái lâu lâu tới đưa cho 500-300 rồi nó đi luôn cho nó không có để ý đến, thành các cụ rất là buồn. Có nhiều người thậm chí có nhiều người đòi tự tử rồi này kia. Thì anh đã đến và anh giống như cổ võ cái tinh thần của họ và giải thích làm sao cũng như là làm sao để chia sẻ những cái niềm khó khăn hay là những cái sự mà hai bên cách biệt con cái. Thì anh đưa nói chuyện với các con các cháu của ông bà đó, phải nói với ông bà về phần ông bà thì mình khuyên làm sao để mà con cái phải hiểu con cái và về con cái thì mình làm sao phải ba cái mẹ như là cái giống như vậy đó. Thì anh thấy trong anh làm công trường 3 năm rồi. Thì cái tiền thì không bao nhiêu, một tháng có 1,000+ nhưng mà thật sự cái lòng của mình rất là vui mỗi lần mà thấy ông cụ bà cụ vui hay là con cái anh làm những cái tiệc ví dụ như hai ông bà lấy nhau mấy chục năm rồi mình tổ chức những cái anniversary rồi này kia rồi cho ông bà bận áo dài khăn đóng rồi này kia con cái rồi chụp hình đó rồi là hình thức tự nhiên quả thành cái đó thì cái đó anh bây giờ đó là cái niềm vui của anh. Thì thật sự còn cái show thì em biết rằng đi show thì bây giờ bao nhiêu 10 show thì 7-8 show nó em biết bây giờ thôi tình trạng khó khăn thành mình thôi mình làm được cái gì làm ăn cơm tổ rồi anh chưa cũng không có bỏ được ăn đâu cơm tổ là dính nghiệp tổ rồi. Thì bây giờ tình anh làm cho các chùa các nhà thờ các hội đoàn hay là về của về cộng đồng hội chợ rồi này kia thì thường thường đi thì không bao nhiêu tiền hết vì mình thật sự mình thấy nhiều khi họ không có thâu bao nhiêu thì mình cũng giúp đỡ cho anh họ. Anh thử ra nhiều khi anh Chư làm MC, thưa quý vị anh Chư cũng có làm MC cho các chùa nhà thờ hội đoàn. Nói lanh quá nãy giờ
mình đâu có dịp để nói đâu. Thôi để cho anh nói đi. Đáng lẽ mình không mình quên giới thiệu là một MC nữa chứ không quên nữa. Quên. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta trở lại với cuộc đời binh nghiệp của anh Lê Bá Chư. Thì chắc hẳn là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là các binh, các anh ở binh chủng Hải quân muốn biết là anh Lê Bá Chư nhập ngũ năm nào thưa anh? Anh nhập ngũ năm 67, 1967. Thì anh học ở quân trường Hải quân Nha Trang 2 năm. 69 ra trường. Thì anh ra trường thì anh được đi để thất cầm đội. Đi để thất cầm đội đi thực tập đó. Thì thường thường mỗi sinh viên sĩ quan ra trường á, thì có một số được đi để thất cầm đội. Vì tình trạng Anh ngữ hoặc là cái điểm cao của mình đậu bao nhiêu thì mình được đi để thất cầm đội để thực tập những cái kinh nghiệm của của các chiến hạm Hoa Kỳ. Thì anh và một người bạn nữa là anh Ca cùng khóa đi trên chiếc đó. Anh Ca thì bây giờ đã qua đời rồi. Thì anh đi lên trên đó thì cái hên của anh á là cái ông hầm trưởng của cái chiếc mà anh đi đó là chiếc NLST là Utagami County 1073, là cái chiếc đó, chiếc của Mỹ. Thì cái tất cả cái thủy thủ đoàn của cái chiếc đó nó mới bàn giao cho Việt Nam một chiếc HQ cũng giống như vậy. Mà Việt Nam mình về là làm thành chiếc 800 là chiếc về sửa chữa của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Thành khi nó mới bàn giao xong á thì nguyên thủy thủ đoàn qua cái chiếc mới này thì anh được đưa lên trên đó ở tại Subic Bay ở Phi Luật Tân. Thì khi qua đó thì từ hàm trưởng cho tới tất cả nhân viên trên đó rất là thích Việt Nam. Anh với thằng bạn của anh lên là giống như, xin lỗi em, giống như hai con khỉ trong sở thú vậy đó. Người ta xung quanh mấy Mỹ nó rất là thích, nó thấy thấy giống như hai khùng khùng vậy đó, nó rất là thương. Thật sự phải được đấy, nhỏ bé tối ngày nó cứ đem đồ ăn đồ này kia nó dẫn đi chơi, rồi tới Okinawa kỳ đó nó đi tiểu bang này tiểu bang kia thì nó dẫn cho mình đi chơi đồ này kia. Và cái ông hầm trưởng ổng lại đem ổng nói bây giờ mày muốn ở lại nữa không, thì mình làm sao, vì cái lệnh đi ví dụ đi tất cả 8 tuần hay 10 tuần thôi thì phải về lại để nhận đơn vị. Cái mình nghĩ thôi đi cũng vui vui mà thấy nó cũng thích, thì nó ok nó đánh công điện về cho Bộ Tư lệnh Hải quân, nó xin cho đi thêm mấy tuần nữa. Thì anh đi tất cả lên 3 tháng mấy luôn. Trời, người ta đi có mới vừa ra 8 tuần rồi đi chơi dữ không? 3 tháng mấy luôn. Thì em biết là đi á, thì kỳ đó tàu cái ngày mà Thanksgiving của năm đó, năm 69 á, thì anh ăn Thanksgiving em biết ở đâu, ở ngay Hồng Kông. Tàu ở Hồng Kông, tới Hồng Kông. Mà em biết đi Thanksgiving thì bọn Mỹ lúc đó là chủ úy hả anh? Lúc đó là không, thiếu úy. Vì Hải quân ra trường 2 năm ra trường thì thiếu úy. Hai trường thiếu úy. Thì kỳ đó mới thiếu úy thì em biết kỳ đó mới 20-21 tuổi thì em biết vui lắm. Rồi có một nó tới Đà Nẵng, em biết là nó ghé vào Đà Nẵng. Ghé vào Đà Nẵng có giờ anh dẫn nguyên cái hàm trưởng với tất cả về Huế, vì gia đình mình ở Huế, cho nó đi lăn đi đồ chơi. Rồi xong nó hỏi bây giờ mày muốn về hay muốn đi nữa? Ngu sao về đi nữa. Nó đánh công điện nó cho đi nữa. Thành tất cả anh với thằng bạn anh á, ca đó là đi đến tất cả đến 3 tháng. Sau khi về thì trình diện đơn vị thì ông tư lệnh ông cũng rất là nai. Ông nói thôi bây giờ anh đi lâu như vậy, thôi bây giờ để tôi cho anh đi ra vùng 1. Em biết ra vùng 1 là ngoài vùng 1 Duyên Hải đó. Anh ra gặp ông Đại tá Thông, ông Thông là rất là gọi là rất lô, là ông Thông nó rất khó tánh lắm. Ông nói người ta đi có 2 tháng mà anh đi đến 3 tháng, bây giờ cho anh ra Dương đoàn 11, là em biết Dương đoàn 11 ở đâu, ngay cửa Việt, là sát ở bên Hải đó, cửa Tùng cửa Việt đó, cách vị tướng có 11-12 cây số à. Thì anh ra làm chỉ huy phó Dương đoàn ở đó. Em biết mới ra trường mới đi về ra làm đó. Thì quý trẻ. Một ngày em biết pháo kích vô biết bao nhiêu quả ở vô đó. Rồi cái sông Thạch Hãn á, sông Quảng Trị á, mỗi ngày á khoảng 1 ngày 2 ngày là có một cái tàu nổ. Vì cộng bỏ mìn vào trong đó, nó bỏ cái mìn từ trong cái rạch đi ra đó. Mà em biết kỳ đó thì đơn vị của anh có mấy anh em người Nhái, cũng luôn tiện đây cảm ơn anh em người Nhái rất là nhiều đã hợp tác với anh trong thời gian đó. Đó là năm 1969, và sau 1970 đó. Thì em biết ngày nào cũng có tàu nổ hết, mà nổ thì khi mà người Nhái vớt người lên toàn cả đàn bà không à, vì người ta đi buôn bán á. Thì trên ghe chỉ có một bà người nào, mà ngày nào cũng 30-40 người. Dạng thả thủy lôi đó anh. Thả thủy lôi đó, mà nó ví dụ cái mặt nước đây hả, cái mìn nó nằm dưới này, thì cái chân vịt mình nó đánh á thì nó đụng đập vô thì nó nổ. Và toàn còn tàu mình thì đâu không chết được, vì tàu mình nó mới có cái lựu đạn đó. Thì Mỹ khi đó có cái đơn vị 101 công binh của Mỹ nó đóng ở cửa Việt.
thành nó thảy lựu đạn, thành nó nổ, nó rớt rồi. À, rất là nguy hiểm. Và thành cái cuộc đời của anh ở đó cũng gần 12 tháng. 12 tháng là em biết cũng giống như là trên tàu không anh? Không, ở đơn vị bờ chứ. Đơn vị bờ đó là cửa Việt, là cửa Tùng, cửa Việt đó em biết là cửa Việt là cái chỗ đó là rất là nguy hiểm. Có thể nói là có khi nào mà cận chiến không anh? Ban ngày á thì của mình, ban đêm thì bên Việt Cộng họ hoạt động và rất là nguy hiểm. Thì ở đó anh to có một cái toán quân báo, là tiếng như anh em giống như là biệt kích cảm tử đó. Thì tối là anh là đơn vị phó thì anh phải đi theo đoàn. Em biết nhiều khi đi 5-6 anh em quân báo đi vô trong khe, trong núi rồi trong mấy cái lạch này kia rất là nguy hiểm. 11 tháng mà có nghĩa là anh bị thương chưa theo? Anh bị thương thì thời gian đó cái tàu anh bị nổ, bị mìn đó, nhưng mà may là không có chết. Nhưng mà cái người lái tàu là anh Trúc đó, trung sĩ nhất, chết. Lý do là anh đứng đầu cái mũi tàu đó, ví dụ cái tàu nó như thế này, anh đứng đầu mũi thì cái nổ thì nổ sau này, vì cái bánh lái nó nằm sau, với cái nhân vịt nó nằm sau thì nó quạt sau thì mình nổ sau này thì anh văng vô trong bờ, vì cái sông nó cũng nhỏ. Dạ thì anh không có chết. Nhưng mà anh có nghĩ là tại vì cái nanh heo của anh không? Anh cái nanh heo mà anh đeo không? Cái nanh heo này là kì anh ở Nam Căn, em hiểu là sau không, cái đó là trước, còn sau này sau đó rồi anh mới về Nam Căn. Sau đó không đúng. Sau đó thì anh về Nam Căn để về không, sau đó thì anh về bên Nam đi gì đó Campuchia. Vụ cấp chuồng đó, 1970 đó, em nhớ cái vụ cấp chuồng người ta sóc người lại bỏ trôi trên sông đó. Thì anh đi trong cái đoàn tàu đi PCF đó, cái tàu nhỏ, tàu cao tốc đó. Thì em biết chạy 4-50 mai một giờ đó, thì chạy qua bên đó để bảo vệ cho kiều bào của mình đó, bị cấp chuồng đó, em mới cái vụ đó đó. Thì anh qua bên đó, rồi xong rồi sau đó thì đơn vị được di chuyển về Nam Căn. Thấy toàn cái thú chỗ ghê không à, Nam Căn em biết đầm dơi cái nước á. Yeah. Em biết Nam Căn á, thì anh về Nam Căn anh mới bị anh đi làm thuyền trưởng một cái tàu PCF đó. Thì về đi thì em biết cái sông Nam Căn đó, sông Bồ Đề đó, cửa Bồ Đề đó, thì bên này nó Việt Cộng nó đứng để bên này một cái đèn. Thì mình đi ngang mà cái đèn nó che một cái là nó bắn ra là trúng ngay chốc rồi. Nó đứng bên kia nó bắn bằng đêm không à. Em hiểu anh nói không? Ví dụ như bên này sông thì nó mình đi ngang thì cái tàu mình che thì nó biết là tàu mình rồi, nó bắn ngoài. Và anh bị thế này, tất cả bây giờ còn 4-5 mảnh ở trong này. Có một người đàn anh của anh cũng bị chết cũng thời gian đó, anh tên anh Sung, khóa 17 đó, khóa của anh hàm phó của chiếc 10 đó, anh đó cũng bị rồi sau về bệnh viện ở Cà Mau rồi anh mất. Dạ chết. Vậy là anh cũng trận mạc nhiều lắm chứ. Phước to lớn ghê chứ. Mà anh cũng phước đức lớn. Có phải là nhờ cái nanh heo không anh? Thì đó đó, là cái thời gian đó là đi rồi cái vô trong đi với mấy anh em đi đường quân á, đi đường quân nghĩa quân á, thì vô trong đó có con heo rừng á, nó cắn trong gần 50 năm rồi. Wow, nó cắn trong cái nó thay nanh đó, nó cắn hai cái thì đem về một cái anh cho người anh của anh. Ông anh của anh cũng thiếu tá, cũng bên quân lực mình. Và ông anh cái. Thì anh đeo từ đó giờ là gần 50 năm rồi. Em có thấy anh đeo mà này ngoài đeo bất cứ anh thấy cái này là thấy mình không tin không được. Là thấy mấy cái lần mà em biết anh bị tai nạn quá trời chừng. Không qua giờ chết. Tai qua nạn khỏi ha. Tai qua nạn khỏi. Mình có sự tin tưởng ha. Dạ, cho nên là em thấy anh cứ đeo suốt. Thưa anh Lê Bá Chư, có một nhiều khán giả đã chia sẻ tới với chương trình chúng ta. Em xin phép em được đọc... Chị Khanh ở Atlanta, Georgia. Em chào chị Khanh. Muốn yêu cầu hai bài Hai Mùa Mưa và Đừng Nói Xa Nhau. Hôm nay hai cô ai cũng đẹp. Chúc mọi người một năm vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay anh Lê Bá Chư nói chuyện hay quá. Thì chút mà nếu mà tụi em có giờ, tụi em sẽ hát để tặng chị. Hôm tụi em thiếu nợ. Dạ vâng. Sau đây là lời chia sẻ của anh Cảnh, cụ quân dân nhảy dù mũ đỏ. Xin gửi lời chúc đến hai cô ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nghĩa Sĩ và Đại Úy Chư. Chào anh Cảnh. Chúc năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào để tiếp tục phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại. Cho tôi yêu cầu bài hát Đầu Xuân Lính Chúc. Xin cảm ơn. Nay là mùng mền à, mùng 1 rồi. Dạ, dạ để lát nữa thì chúng em cũng sẽ từ từ hát chắc một đoạn để dạ, nếu mà có thì các giờ anh chị. Dạ. Và sau đây là lời chia sẻ của anh Phương Lục. Gọi từ Arizona. Em chào anh Phương Lục.
trân trọng kính chào hai ca sĩ Trân Thanh Lan, Phương Quế và đại quý Hải Quân cùng binh chủng. Xin cho anh Phương Lục cũng là Hải Quân đó nha. Anh Lục, không biết anh đơn vị nào. Hỏi có phải anh thuộc đơn vị 60 trinh thám hay không? Vì nhìn rất giống. Không có, kỳ xưa thì tôi ở Dương Đoàn 11, rồi sau đó tôi về PCF, về Hải đội 5 Dương Phòng. Và sau đó thì về Nam Căn và tôi làm chánh văn phòng cho ông Tư lệnh vùng 5 Duyên Hải. Và tôi ở Nam Căn, sau đó thì tôi ra làm chỉ huy trưởng đài kiểm báo 101 ở Cù Lâu Ré là Chúa Đạo Lý Sơn. Tức là không có đơn vị trên 60 trên sát. Dạ rồi, xin tôi cho tôi yêu cầu bài Biển Tình để tặng các anh em chiến sĩ. Hai quân nghe Biển Tình. Dạ sau đây có lời chia sẻ nữa nè anh Chư nè. Chị Bạch Mai ở Florida, chào chị Bạch Mai. Chị khen chương trình Tiếng Hậu Phương hôm nay rất là vui, rất lâu rồi mới được gặp lại đại quý Chư. Nhìn anh vẫn phong độ như ngày nào. Cảm ơn chị Mai. Cho chị gửi lời chúc năm mới đến tất cả thành viên của Đài Hồng Việt. Trang Thanh Lan, Phương Quế mà áo dài rất đẹp. Cảm ơn chị Mai. Cho chị yêu cầu bài hát Dựng Một Mùa Hoa. Mình hát tuần rồi được phải không? Chưa, chào bình minh qua mai mai là lên. Ủa, mình có hát rồi mà. Cái bài đó chưa bao giờ. Chưa nghĩa, Quế nhớ hát chưa. Rồi mà. Bà mới tìm ra cái bài đó mà hát. Hình như Quế in ra rồi mà chưa hát. Chắc kỳ tới tụi em sẽ hát chị ơi. Chị Mai là yêu cầu nhiều bài rất là hay hồi xưa lắm luôn á. Tụi em quên đã tìm được cái bài Dựng Một Mùa Hoa rồi. Chị nhắc mình đó. Thì kỳ sau là tụi em cũng sẽ in ra để hát để tặng chị. Bây giờ là từ từ chúng em sẽ hát một đoạn thưa các anh chị. Như bài hát cái bài đầu tiên là Hai Mùa Mưa với là Đừng Nói Xa Nhau. Thì bây giờ Trang Thái Lan hát một đoạn thôi, Phương Quế hát đoạn. Tại vì anh chưa nói chuyện nhiều lắm hôm nay đó. Không thì mình khất lại. Phương Quế không chịu thì mình khất lại thôi. Sao? Không, để cho anh Chư nói chuyện đi. Anh Chư còn nhiều chuyện để chia sẻ lắm. Thì một lát cho anh em mình sẽ hát một bài Hải Quân. Và những bài hát của các quý vị yêu cầu thì chắc lần sau là chúng em sẽ sau chúng đúng ra thì thật sự anh em Hải Quân thì cho anh Chư cũng như chia sẻ. Thật sự thì Lê Bá Chư có rất là nhiều kỷ niệm với tất cả anh em Hải Quân. Đi tất cả các đơn vị, các anh em rất là thương mến từ cấp trên cho đến cấp dưới. Từ ông Tư lệnh cho đến tất cả lính tráng ai cũng thương hết. Vì anh Chư sống rất là thật tình với anh em bạn bè. Vì mình ở toàn đơn vị tác chiến không à, đơn vị rất là nguy hiểm. Thì nhất là anh em kỳ đó mình cũng lứa tuổi, mình mấy anh em lính thì cũng 18, 19, mình cũng 20 hơn 1, 2 tuổi. Do đó nên mình chia sẻ và anh em rất là thương mến. Và nhất là tất cả luôn đây tôi xin gửi lời thăm đến tất cả các quý vị nào đi trên HQ 404 Hải Vân Hàm Hương Giang rời Sài Gòn đêm 29 tháng 4 năm 75. Và chiến hạm chúng tôi đã chở quý vị qua Phi Luật Tân để trao trả lại cái tàu cho Hoa Kỳ. Thì tất cả những người đó chúng tôi đi show gặp cũng rất là nhiều. Và luôn dịp đây nếu mà quý vị nào không có dịp gặp Lê Bá Chư thì khi nào qua Cali cứ ghé lại Lê Bá Chư hay lại gọi cho biết. Cái số điện thoại của Lê Bá Chư là 714-725-2417, 714-725-2417. Và chúng tôi cũng rất là hãnh diện vì lý do là kỳ xưa thật sự mình hoàn toàn giúp tất cả mọi người đi và không có một cái làm một cái điều gì mà nói giống như là thù lao, tất cả là vì cái lòng mà thôi. Và anh em Hải Quân chúng tôi rất là hãnh diện vì đã làm cái chuyện đó đối với tất cả những người ra đi trong cái đêm 30 tháng 4. Thì mong rằng tất cả quý vị nếu có dịp đến Cali thì xin ghé hoặc là liên lạc mình anh em gặp nhau nhậu nhẹt. Chứ cũng làm những cái việc phải đó, những việc tốt, công đức không, thành thử ra là anh Chư bây giờ cái tuổi lớn rồi mà vẫn còn sống một cái đời sống phải nói tương đối là thoải mái và em cảm thấy anh rất là nhưng mà là em có vui. cái câu hỏi mà em muốn hỏi anh là cái ngày 19 tháng 1 có trận hải chiến Hoàng Sa, lúc đó anh có tham dự không? Cái trận hải chiến Hoàng Sa trực tiếp thì anh không có, nhưng mà cái ngày đó thì anh là làm chỉ huy trưởng Cù Lâu Ré. Tất nhiên cái đài radar của anh là để kiểm soát tất cả tàu của tất cả các nước trên thế giới đi ngang đó. Thì anh là làm chỉ huy trưởng của đài kiểm báo đó, đài kiểm báo ở bây giờ nó kêu là Lý Sơn đó, đại hải đảo Lý Sơn đó. Thì tất cả anh em ai cũng kêu anh là thằng Chúa Đạo Lý Sơn, là vì thật sự anh kỳ thức đó là chỉ quân đội chỉ có mình thôi. Thì cái đài kiểm báo nó nằm trên tuốt ở trên núi cao đó, thì mình ở đơn vị mình lên mỗi ngày mình lên trên đó. Thì cái trước đó một tuần đó thì cái ngày anh không nhớ không lầm thì cái ngày 9 ngày 10 tháng 1 đó thì chiếc HQ Nhật Tảo HQ 10 đó có ghé ở ngoài Cù Lao Ré để đi lên
cho lính đi lên nghỉ mát trên đó, ví dụ nghỉ bờ nữa, nghỉ bến đó. Ừ. Thường thường ở các chiến hạm á, mỗi lần đi nghỉ bến á thì họ về nghỉ bến ở Đà Nẵng để mà tiếp tế, nhưng mà nếu mà chiến hạm nào còn nhiên liệu hoặc là còn thực phẩm á, thì có thể đi ra Cù Lao Ré để mà tham dự. Thì cái chiếc HQ-10 khi mà ghé đó thì ông hạm trưởng Ngụy Văn Thà là ông đó là khóa 12 của Hải quân, thì anh chị cũng có gặp mấy lần. Và cái người mà hàm phó đó là cái người đó khóa đàn anh của anh. Anh đó là anh cựu đại úy Hải quân Nguyễn Thành Trí, khóa 17. Anh đó đánh volley rất là hay, ở trong quân trường chung với nhau một năm. Thì em hiểu không? Mà anh Trí rất là dễ thương. Và anh Trí đã tử trận trong cái trận đó. Thì chính anh Trí là cái người mà đi lên trên đó. Và cái ngày đó thì đơn vị của anh á, là cái đài kiểm báo đó, cũng như anh đại diện cho đơn vị của anh á, thứ nhất là mời anh em dưới của chiến hạm lên đánh volley, rồi chở đi làng chơi. Và anh có tặng một con bò gọi là bê thui đó, để cho chiến hạm ấy, với lại một số bia laser đó, cái loại bia laser đó. Thì đó là cái kỷ niệm mà đối với lại HQ-10. Và không bao giờ anh quên được cái ngày đó. Riêng cái trận đó thì sau những ngày đó thì anh chị nghe trên... Thì đó đâu phải như bây giờ mà có iPhone, có Internet đâu. Chỉ có biết qua các cái tin tức của các trung tâm hành quân thôi. Dạ. Thì anh làm đơn vị trưởng đó thì... thật sự thì cái trận đó là cái trận mà có thể nói... anh em hải quân đã hy sinh rất là nhiều. Chiếc HQ-10 đã chìm và tất cả đã hy sinh rất là nhiều. Và thì cũng có biết là bây giờ cũng gần tháng hả, 3 tuần rồi. Thì tất cả các anh em mong là tất cả anh em hải quân chúng ta cũng như tất cả đồng bào hãy hướng về và có một phút để tưởng nhớ những chiến sĩ của hải quân cũng như các chiến sĩ khác của các quân binh chủng khác cũng có mặt trong cái trận hải chiến Hoàng Sa để bảo vệ tổ quốc của mình khỏi bàn tay của Trung Cộng. Trong đó thì thật sự Trung Cộng cũng có chìm 2 chiếc tàu, nó cũng bị chìm 2 chiếc tàu. Thì đó là cái điều anh biết được, chứ còn tham dự thì anh không tham dự vì anh đang bị vờ. Không có tham dự được. Sự thật mà nói, cái trận hải chiến đó là đáng ghi nhớ trong lịch sử, mà ai ai cũng đều nhắc tới hết. Nhất là chiến sĩ Thà của Hải quân. Anh là một trong những người mà phải nói là lịch sử. Ghi công. Anh chưa cũng có nhân duyên chứ cũng gặp anh hạm phó phải không? Anh Trí với lại em chỉ qua sách vở với thật sự phó bây giờ Nguyễn Thành Trí có thôi. Thể còn một hai người gì đó sống sót anh không biết. Thì có một lần anh gặp một ông thượng sĩ ở Sài Gòn, anh về cách đây cũng 6-7 năm gì đó. Thì ông thấy anh trên báo chí rồi này kia đó, thì bất tình cờ thì ông liên lạc với những người cùng khóa anh đó, thì có gặp. Thì đó là còn một hai người sống sót của HQ-10 thì anh biết thôi. Và anh biết là tất cả những cái anh em HQ-10 không phải một lần đó, HQ-10 đã đến với Cù Lao Ré rất là nhiều lần. Lần nào nghỉ bến các ông hàm trưởng cũng đều vô đó. Vì là sao? Ở đó này có tôm hùm này, cho phi này. Anh cho anh em trong đơn vị đó đi lặn tôm hùm cho phi này. Ốc sa cừ rất là ngon, cũng phi này. Rồi cái hay nhất là cái gì biết? Tỏi và hành, người nào cũng có một vài ký tỏi và vài ký hành đem về cho gia đình hết. Đó là vì cái Cù Lao Ré là cái đảo tỏi và hành mà. Đó, em bay máy bay trên mà bay ngang giống như là bay về vùng miền Nam lúa vậy đó. Tỏi với hành đó nó như vậy đó. Rồi câu chuyện hấp dẫn quá chừng. Lát nữa chúng ta tiếp tục đi. Rồi một cái nữa là hay nhất á là 1971 là như 71 72 gì anh quên rồi, thì ủy ban quân sự bốn bên mà kỳ đó là chỗ Cù Lao Ré là ra đó nghỉ mát vào cuối tuần. Vì sao? Vì ở Cù Lao Ré nó có một cái hang câu, nó sâu thế này, núi trên này ha, một cái hang câu vô trong này. Và anh ở đó anh có ban nhạc. Có bây giờ ẩn á, mà đánh ọt á, bây giờ đang ở Philadelphia đó. Và anh có ban nhạc và có ca sĩ, và mỗi tháng anh xin sư đoàn 2 bộ binh cho anh em chiến tranh chính trị, chắc là tiểu đoàn 20 đó của sư đoàn 2 bộ binh ra đó, cũng như là ông tỉnh trưởng là ông Lê Bá Khiếu bây giờ đang ở đây đó. Ông Khiếu là làm tỉnh trưởng kỳ đó, ông Khiếu bay ra anh hoài. Thì mỗi tháng ra 1-2 lần để cho giúp vui cho đồng bào.
và anh làm những cái chuyện ở đó, anh có thể nói là rất là nhiều kỷ niệm. Khi mà anh đổi đi thì đồng bào đó làm đơn về xin ở lại. Tại vì thấy ông lúc đó là cấp bậc gì rồi anh? Anh cái đó là đại úy. Đại úy chịu chơi quá phải không? Đại úy. Thì cái máu văn nghệ của anh từ đó tới giờ là anh mang theo qua tới bên đây là đúng. Đi đâu rồi. Đi đâu cũng văn nghệ hết. Đi đâu văn nghệ văn gừng cho nó con người anh nó trẻ trung lâu dài. Thì... bây giờ về nè, nãy anh Chư anh vô đây anh nói tối nay tao bận một đồ trắng đẹp quá, bây giờ hai đứa bay hát với tao bài Lính Mà Em đi, người có máu văn nghệ thưa quý vị, thì giờ ba anh em mình hát bài Lính Mà Em để tặng các anh chiến sĩ hải quân. Nhưng mà anh không biết có thuộc hết không, nhưng mà thôi có anh, nha. Hát hay không bằng hay hát em mới đem thì ca sĩ thì hát hoài, còn anh thì đâu. Vâng, thì Lê Bá Chư cũng xin mời tất cả các anh em với lại nhất là anh em hải quân. Đây là một cái bài rất là có nhiều kỷ niệm những về lính, cái bài Lính Và Em hải quân rất là dễ thương. Vâng, mời quý vị nghe. Chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại vào để mua sắm qua số 1-877-892-6999. Và chương trình tiếng hát hậu phương cũng được bảo trợ bởi công ty Yến Thanh Ly, một nơi đáng tin cậy vì Thanh Ly Yến chỉ chọn những mặt hàng tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanh Ly. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanhlyyến.com. Vâng thưa quý vị, sau đây là có một thông báo. Kính mời quý vị cùng đến tham dự đêm dạ vũ Valentine vào ngày Chủ nhật tuần này 12 tháng 2 năm 2017 từ 7 giờ đến 11 giờ đêm tại Snoqualmie Casino, 37.500 South East North Benway, Washington State, với thành phần ca sĩ Phương Hồng Quế, Thiên Kim, Tuấn Quỳnh, Duy Mạnh, Hoàng Thúy Linh, DGCC, Ngô Kiến Huy và các ca sĩ địa phương. Quý vị có membership sẽ nhận một vé free
ban tổ chức trân trọng kính mời. Vâng, để trở lại với anh đại úy, hải quân đại úy Lê Bá Chư. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp chuyện với anh Lê Bá Chư, câu chuyện đang rất là gay cấn, hấp dẫn. Dạ vâng. Thì Trang Thanh Lan có hỏi gì tiếp hay là chúng ta đọc lời chia sẻ? Thì đã có những lời chia sẻ tới em, xin phép anh trước khi mình vô chương trình em sẽ đọc lời chia sẻ. Xin phép anh Chư nha anh Chư. Anh Hiệp Trương ở San Jose chào hai cô Trang Thanh Lan, Phù Hồng Quế và Nghĩa Sữa, đại úy Chư. Dạ chào anh Hiệp Trương. Chào anh Hiệp. Giọng anh lâu nay tôi nghe rất thích, bây giờ mới được gặp mặt. Chúc Đài Hồng Việt năm mới luôn phục vụ đồng hương. Wow, cái giọng anh có người thích. Cảm ơn anh Hiệp. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô Trang gọi từ Texas gửi lời thăm Phù Hồng Quế, Trang Thanh Lan. Hai cô hôm nay quá đẹp, cảm ơn chị. Chào cho chị cô Trang. Yêu cầu bài Đèn Khuya. Còn nữa không? Dạ, sau đây là lời chia sẻ của anh Lê Văn Úc. Hôm nay thấy anh đại úy Lê Bá Chư rất mừng. Xin hỏi anh, có nhớ Toán Quân báo ở cửa Việt năm 70 không? Toán Quân báo. Hồi nãy mới nói với anh đó, Toán, anh Út ơi, không thể nào mà quên được. Hình như chắc anh Út ở Oklahoma. Thì anh em quân báo ngày xưa là làm chung ở cửa Việt, anh nhớ rồi. Và anh nhớ mấy cái trận ngoài đó thì nếu mà anh trong Toán Quân báo thì anh cũng biết. Thằng Việt này, rồi thằng Thanh này, rất là nhiều nữa. Qua đây thì tôi thật sự không có còn gặp mấy anh em đó nữa. Nhưng mà anh Út thì tôi chắc có lẽ là mình sẽ gặp dài dài. Vì hình như anh Út ở Oklahoma, tôi nhớ không lầm. Dạ. Chúc anh và gia đình được sức khỏe, bình an. Và các anh em Toán quần báo của mình, nếu mà anh có ai thì anh xin anh cho chúng tôi biết tin tức. Số điện thoại tôi xin lặp lại là 714-725-2417, 714-725-2417. Anh em Hải quân, nếu mà anh em nào có dịp qua Cali, xin liên lạc, chúng tôi sẽ tiếp đón rất là nồng hậu. Cảm ơn anh chị. Dạ vâng, sau đây là lời chia sẻ của Nha Nguyễn ở Tacoma. Lúc trước tốt nghiệp khóa 19 là đàn em của anh Lê Bá Chư. Gửi lời thăm anh Chư và chúc gia đình năm mới an lành. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng năm mới cũng chúc anh và gia đình vạn sự như ý và tất cả đều được sức khỏe và an lành. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ. Anh Phạm Đình Long, một lời chia sẻ nữa còn không? Anh Phạm Đình Long gọi từ Minnesota, khen chương trình Thiên Hậu Phương càng ngày lại càng hay. Rất cảm có tinh thần chống cộng, mọi người ở đây rất ủng hộ. Tôi muốn hỏi anh Lê Bá Chư có còn nhớ mỗi lần anh Lê Bá Chư ra Cù Lao Ré có đến gặp tôi ở siêu đoàn 2 để thuê quân bị hay không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Nói lên đến siêu đoàn 2, chúng tôi không thể nào không quên từ ông tư lệnh siêu đoàn 2, ông cựu tướng Trần Văn Nhật, cho đến tất cả các anh Long. Anh Long là cái người mà có thể nói là chúng tôi rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Anh ngày xưa anh đã yểm trợ rất nhiều các cái chương trình của, như chúng tôi vừa nói hồi nãy đó, chương trình văn nghệ đó. Anh Long rất là dễ thương và lâu ngày không gặp anh em sư đoàn 2 cũng như là ông các anh trong tỉnh, cũng như là nhất là các anh em không quân. Em có biết anh khi đó anh không quân anh chỉ là đại úy ha. Mà mỗi lần mà anh cần bất cứ một cái trực thăng nào, anh chỉ gọi cái máy truyền tin ha, gặp ông Trung tá Khôi là không đoàn trưởng trực thăng ha, hay là ông Đại tá Phước là dạ là ông cho trực thăng ra liền. Để làm gì? Không phải là chở mình đi chơi, nhưng mà ra những người ở Cù Lao Ré thì không có bệnh viện, muốn chở dân bị này kia, hay là xin lỗi mấy người lớn tuổi, mấy người già, hay là những người bệnh hoạn đó, thì chở vô bệnh viện ở Quảng Ngãi. Thì anh làm những cái chuyện đó đến giờ này anh vẫn còn nhớ, không bao giờ quên hết. Dạ, đó là những sư đoàn 2 yểm trợ rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh em của sư đoàn 2, đại tá Lợi cũng như là anh Long và các anh Danh. Không biết bây giờ anh Danh ở đâu, nếu anh Long có được số điện thoại anh Danh cho xin nghe. Anh Danh là ngày xưa tùy viên của tướng Nhật, rất dễ thương mấy. Và em biết khi đó là cuối tuần á, tướng trưởng, tướng Nhật và là tất cả các vị sĩ quan trong kia đều ra nghỉ mát ở Cù Lao Ré. Dạ, rất là rất nhiều kỷ niệm anh ha, cho đời lính của anh em thấy nhiều kỷ niệm mà anh em cái có nhiều sự may chắc mắn. Cho anh chia sẻ một chút về tướng trưởng. Em biết tướng Ngô Quang Trưởng bây giờ đã qua đời năm 2009, và ông trưởng là một cái người mà anh có duyên
làm việc với ông đến 4 lần tất cả. Lần thứ nhất như hồi nãy anh kể là anh ở ngoài cửa Việt, thì kỳ đó là trung tướng trưởng mới là thiếu tướng, ông là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, ông ở Đông Hà. Sau đó thì anh đổi về Nam Căn như anh nói với em đó, thì về Nam Căn á thì ông tướng trưởng lại làm tư lệnh quân đoàn 4. Ông cũng bay Nam Căn mà kỳ đó anh làm chánh văn phòng cho ông tư lệnh của bay hải quân. Thì cũng tới cũng gặp, và ông trưởng là một vị tướng rất là thanh liêm. Ông không, nghĩa là không tiệc trà, không có rượu chè gì cả, tới là chỉ làm việc và hành quân thôi. Và cái lần thứ ba mà anh gặp là khi anh vào Cù Rao Ré, thì ông là tư lệnh quân đoàn 1. Ông ra ngoài đó làm tư lệnh và mỗi tháng đều ra đơn vị anh một lần. Cái đơn vị anh còn nhỏ chút à, có mấy chục lính à, nhưng mà tháng nào cũng ra thăm và yểm trợ cái tinh thần cho bọn anh. Vì anh ở xa đó, ở tiền đồn đó, thì tướng trưởng. Lần thứ tư là cái lần 29 tháng 3, cái ngày đó là Đà Nẵng thất thủ. Thì tướng trưởng đã lội ra với ông Frank, là ông cố vấn của Mỹ. Và chính tàu 404 của anh là cái tàu vớt trung tướng trưởng ở tại Đà Nẵng và đưa trung tướng trưởng về Cam Ranh. Thì Cam Ranh trong Sài Gòn mới bảo là trung tướng trưởng đưa đi tàu khác hay đi máy bay về. Ông không chịu, ông ở trên tàu, anh đưa về Sài Gòn luôn. Thì anh có đọc trên YouTube hay là mấy cái bài báo họ viết là ông trưởng về chỗ này chỗ kia Vũng Tàu, nhưng không phải. Trung tướng trưởng ngồi ở trong cái tàu của anh, và khi ông lên thì em biết lội lên á thì không có gì trong tay hết. Ông đã lấy bộ áo quần của ông hàm trưởng của anh là Trung tá Nhân đó, vì ông cao ốm đó, thì lấy áo quần của hải quân bận vào trong đó. Thì đó là những cái kỷ niệm mà một người đơn vị trưởng mà mình đã có dịp gặp 4 lần. Và qua đây anh là cái người mà phỏng vấn, có một mình anh phỏng vấn của ông tướng trưởng thôi, là 1985, khi đó anh làm báo cho nhà văn Nguyên Sa, anh làm tổng thư ký của báo Đời, báo Dân Chúng. Anh có viết một cuốn sách lịch sử ngàn người viết của tất cả các vị tướng lãnh và tư lệnh sư đoàn bộ binh, sư đoàn diễn dù này, tư lệnh của thủy quân lục chiến là Bùi Thái Lân này, rồi ông Lê Quang Lưỡng này, rồi ông Ngô Quang Trưởng này, rồi ông Lê Khắc Lý này. Anh viết tất cả là 10 mấy bài của các vị tướng lãnh cũng như các người của quân binh chủng mình đó. Và cái đặc biệt nhất cái chiến 404 á là đưa tất cả các chiến sự của thủy quân lục chiến và nhảy dù từ Đà Nẵng về Sài Gòn, mấy ngàn người. Đó là cái chiếc 404 nó có những cái mission như vậy đó. Thì không thể nào thời gian nào thời gian 75 đó em, thì 3 tháng 3 75 thì khi đó là Đà Nẵng rút rút về đó, rút chiếc 404 là đưa 404 thành đó là những cái do đó nên khi mình qua đây rất là nhiều anh em thủy quân lục chiến hay là nhảy dù thì họ gặp mình khi hỏi anh ở kỳ trước anh ở hải quân ở đâu, nói là ở chiếc 404. Tôi nhớ rồi, kỳ đó tôi nhớ rồi, bây giờ tôi anh nhắc mới nhớ kỳ đó là đi tàu anh từ Đà Nẵng về. Thì đó là những cái kỷ niệm mà bây giờ mình gặp lại những anh em đó là không thể nào mình quên được. Đó là những cái kỷ niệm mình rất là đẹp. Mình không ngờ là một người yêu văn nghệ như anh Chư ha, mà giám đốc trung tâm Gián Ngọc, trung tâm băng nhạc băng đĩa Gián Ngọc mà có chiều sâu trong quân ngũ là quá chừng luôn, một cái chiều dài quá trời dài. Đúng là không biết làm sao mà lại cuộc đời của anh thì lại gắn bó ở những cái đơn vị tiền đồn, chứ không được giống như người ta nói hải quân là ngồi chơi xe nước hay là ngồi văn phòng đồ này kia lên đứng kiện, nhưng mà không có, anh chưa có ngày nào mà ở Sài Gòn hết, toàn ở xa không à. Hôm nay mới được biết thật nhiều về cái đời lính của anh Chư đó. Một khám phá mà mình nào không giờ ngờ. Mấy chục năm nay anh mình em biết anh là hải quân thôi, không có biết gì mà anh là đã trải qua biết bao nhiêu là giai đoạn như vậy thăng trong cuộc đời. Rất là hay. Bây giờ em chia sẻ lời chia sẻ của người lính già ở Tennessee. Chào người lính già Tennessee, gửi lời chào hai cô ca sĩ Nghĩa Sữa và đại úy Chư. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ bình an và thật nhiều sức khỏe. Em chúc người lính già cũng bình yên hạnh phúc. Hải quân đại úy mặc bộ đồ làm người lính già, nhớ bộ áo tiểu lệ mỗi tiểu lần lễ. Tiểu lễ mỗi lần lính đi bờ tiểu lễ mỗi lần lính đi bờ, giống như đại úy nói bộ đồ này là bộ đồ của cua gái. Xin hỏi đại úy Chư, xa cửa Bồ Đề có nhớ bé 40 không? B40 là đó thì anh bị B40 của bé 40. Xin yêu cầu bài Hoa Biển để tặng các anh hải quân.
Dạ, bữa nay yêu cầu nhiều lắm, người lính già ơi chúc tụi em sẽ hát bài Bạch Đằng Giang. Và anh yêu cầu đó, yêu cầu đó, yêu cầu mấy tuần rồi nhưng dạ. mà chúng em để hôm nay sẵn có anh Trư không quân à, hải quân lên thì chúng em sát bài dạ, Bạch Đằng Giang. Anh Phương Lục cũng có để lại số phone một chút xíu nè, anh Trư dạ, gọi lại dạ, cho anh Phương okay. Lục dạ, dạ, cảm ơn dạ. anh Phương Lục cũng như người lính già rất nhiều. Dạ, người lính già thông cảm lính già ở bên Tennessee thì dạ. anh có qua bên đó mấy lần, không biết có vì không biết tên thật anh là gì, nếu mà anh có dịp chắc tôi có qua bên Tennessee, bên Nashville đó bao nhiêu lần bên đó, qua bên đó làm cho nhà thờ, làm cho chùa, làm cho cộng đồng bên đó rất là nhiều, qua đi show bên đó đó. Thì trong mấy năm vừa rồi, chỉ có năm vừa rồi là không có qua thôi, còn mấy năm trước qua rất là nhiều. Giờ tên à, nếu mà anh biết được thì anh cố gắng bên đó làm một cái show gì rồi mời anh em, chúng tôi sẵn sàng qua hát, cái chuyện tiền bạc không thành vấn đề, qua gặp mấy anh là vui rồi. Dạ. Vâng, thì cảm ơn anh lính già rất là nhiều. Không biết tên người lính già có toàn là sơ cơ, em quen thuộc lắm, tuần nào anh cũng gọi vào hết. Dạ. Thì người lính già thông cảm, chúng em sẽ hát cái bài anh yêu cầu là bài Bạch Đằng Giang, còn Hoa Biển thì sẽ khất nợ nữa. Thì hồi nãy có khán giả nào mà yêu cầu đó thì Trang Thanh Lan hát một câu đi, hay là Quế hát đầu một câu. Đầu tiên là chị Khanh đó, Atlanta yêu cầu Trang Thanh Lan và Phương Quế hát Hai Mùa Mưa với là Đừng Nói Xa Nhau. Thì em sẽ hát một đoạn của Hai Mùa Mưa để em tặng chị, và Phương Quế sẽ hát Đừng Nói Xa Nhau tặng chị. Dạ. Là Mùa Mưa lần trước. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn chuyện cũ đã trôi qua đi mất rồi. Em tức lắm thả đừng hát ngang nửa chừng em muốn tự thử thôi, giờ đừng nói xa nhau luôn, lỡ rồi mình làm luôn để tặng Tông Pha. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen mờ, lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình cắt lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Bây giờ tới lời yêu cầu của anh Phương Lục, bài Biển Tình em cũng sẽ hát một đoạn để vừa lòng các anh chị, tại vì chương trình chúng ta hôm nay là có anh Lê Bá Chiêu nói chuyện hay quá rồi, thành ra những bài đó thì em ghi nhớ, những chương trình khác tụi em sẽ hát. Biển Tình. Nằm nghe sóng vỗ tình, nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bò tràn theo từng làn gió, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Đèn khuya nè, thôi lỡ rồi làm đèn khuya thôi, để quý khán giả có người nghe người không. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim, đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, tìm đâu những phút vui ngày âu thơ. Bài đầu xuân lính chúc nghĩa đời cũng tức lắm nha. Không nữa, xuân lính chúc nghĩa ơi, nghĩa cũng tức luôn nữa. Mà
mình chỉ còn có 5 phút phù du nữa thôi. Bây giờ anh Chư nói thật là nhanh. Là hát Bạch Đằng Giang. Còn bài Bạch Đằng Giang nữa. Trời sao một tiếng hồ nhanh quá anh Chư á. Tại anh Chư nói chuyện vui quá. Chắc em phải bây giờ mình lên nghị quyết. Quyết định mình xin ban giám đốc cho mình thêm nửa tiếng hay một tiếng nữa. Chứ kiểu này tức muốn chết. anh Chư một câu rất là nhanh để nói về cuộc đời văn nghệ của anh ở bên này. Cơ duyên nào mà anh làm trung tâm Giáng Ngọc? Đúng ra thì thật sự thì như hồi nãy anh có nói về Quế với lại Lan đó. Anh qua đây á, thì người sponsor anh á, là người bảo trợ đó, là trước là cố vấn của anh ở Việt Nam, cố vấn Mỹ đó, nó trung tá hải quân Jack Hanscom, bây giờ nó ở bên Florida đó. Thì nó bảo lãnh anh về thì nó thấy anh kỳ xưa ở Việt Nam, vợ chồng nó qua bên đó thì anh cũng nấu ăn được trong đơn vị cho nó ăn. Thì nó mới cho anh vô làm ở trong cái Imperial Country Club á, thì làm giống như là làm bếp thôi. Mình mới qua 75 mà, trong khi bạn bè anh em đi chùi xe thì mình đi làm bếp. Thì vô làm đó thì sau thời gian thì anh bay qua nhà hàng khác ở gần Disneyland á. Thì vô mình cũng, nó hỏi mày làm cái gì thì mình xạo mình nói, thì nó cho mình vô làm thử 2 tuần và nó trả lương là 1 tuần á là 750, là em biết 1 tháng là 3.750. Lớn lắm anh ha. Dạ. Tiền 750 ngày xưa. Thì nó thấy cái khả năng của mình. Thì sau đó thì anh phải làm những cái món special lunch cho nó và special dinner cho cuối tuần. Thì sau đó thì anh làm gọi là sếp cúc. Thời gian sau thì anh làm sếp cúc, anh làm đó 10 mấy năm. Thì thời gian đó thì em biết anh cũng rảnh mà gia đình thì văn nghệ, em biết cậu anh là ông Lê Hoàng Hoa thì anh văn nghệ từ nhỏ, các anh các chị ở nhà ai cũng ca hát hết á. Thì chị Hà Thanh ở gần nhà anh, chị Hà Thanh là bạn thân của chị ruột của anh, ngày nào mấy chị cũng tới. Thì anh mê văn nghệ từ nhỏ, kỳ nhỏ đi học đâu có học thuộc lòng đâu, học thuộc lòng với mày cứ lên hát hay học thuộc lòng lên hát bài em hiểu không, khỏe mấy đứa kia 10 mấy 20 bài lên bốc thăm đâu có thuộc đâu, còn mình cứ lên cầm bài hát lên hát mà lại điểm cao đó. Thì là do đó nên khi qua đây có thì có duyên văn nghệ rồi qua đây rồi gặp chị Thanh Thúy là bà chị bà con bên nội, do đó nên từ từ rồi chị Thúy mới rủ Chư ơi thì bây giờ mình làm show. Thì bắt đầu khi đó là anh mới làm mấy cái show nhỏ nhỏ, ban nhạc tin sao của ông Henry Thưởng em biết rồi, tin sao làm mấy cái hô nhỏ nhỏ đó thì làm chơi thôi chứ chưa có làm gì ban nhạc hết á. Sau đó thì cơ duyên thì anh Ngọc Chánh qua thì anh biết từ Việt Nam nhưng mà không có thân, nhưng mà anh Ngọc Chánh với chị Thanh Thúy lại có trung tâm shotgun về trung tâm Thanh Thúy, do đó nên chị Thúy mới rủ anh Ngọc Chánh vô làm show. Và từ từ đưa tất cả những ca sĩ từ Việt Nam mới qua cũng như tất cả các nơi như chị Minh Hiếu này với Việt Nam qua này, hay là chị Phương Dung bên Úc này, Kim Loan thì em biết rồi, Kim Loan bên Đức này, rồi anh Envit Phương qua bên Tây, rồi chị Lệ Thu, tất cả người nào qua thì anh với anh Ngọc Chánh khi đó làm chung ở Convention Center, ở Anaheim Convention Center. Thì làm từ từ khi đó anh Chánh ở trên Burbank á, thì làm cứ một tháng làm lần hai lần vậy đó, vui rất là vui. Một thời gian sau thì anh mở cái vũ trường Sampan ở Garden Grove này. Thì anh mở được mấy năm thì khi đó mấy em chắc từ chưa qua. Và từ từ nữa thì anh mở thêm cái nữa, vì thứ tư thứ năm á, mấy đứa nó nói anh bây giờ anh mở thứ bảy chứ nhật mấy em không có chỗ đi chơi, thì mở cái ở trên cà phê Tùng ở trên San Gabriel là mở cái thứ tư thứ năm đông quá rồi. Thứ tư thứ năm thì anh em lên hát đâu có lấy tiền đâu, anh em ca sĩ lên hát tới đem bạn bè rồi gia đình tới chơi thì đông rất là đông đó. Thành ra do đó nên cơ duyên rồi từ từ. Rồi Trung Nghĩa nó dụ Trung Nghĩa 10 ngón tay chì đó, mấy dụ thôi bây giờ ông làm băng đi, Nghĩa viết hòa âm rồi từ từ anh mới làm. Thì kỳ đó em biết cái thời gian mấy em chưa qua, mỗi tháng anh ra 2 cuốn băng, mỗi tháng 2 cuốn rất là đều. Và cuốn băng đầu tiên em biết làm là làm gì không? Cuốn về những cuốn về Huế, vì anh người Huế, là về quê Huế. Sau đó là anh làm về những cuốn nhạc lính và rất là trúng, vì tất cả nhạc lính thì cái đó ai qua đây cũng là lính hết, không lính cũng gia đình cũng lính. Do đó nên anh là cái người làm nhạc lính rất là nhiều. Và từ từ anh làm những nhạc chủ đề và sau đó là nhạc trẻ New Way, thì anh trúng tất cả là mấy chục cuốn và liên tiếp coi như là kỳ đó là anh bán băng kinh khủng lắm.
có thể giá ngọc kỳ đó có thể bán bằng ông Trấn ông nổi nhất từ xưa đó, lúc em mới qua thì, là anh dạ, thì đại khái như vậy thôi. Rồi đến bây giờ thì bây giờ nó sang lậu nhiều quá phải không? Thành ra bây giờ thì thôi mình rút lui để cho đám trẻ. Không, mà sau này cũng khó lòng lắm anh. Dạ. Họ sang băng đĩa lậu nhiều quá. Băng bây giờ mình làm ra chỉ có lỗ thôi, em hiểu không? Dạ. Dạ, chúng ta sắp hết giờ rồi bố Trư ơi. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài Bạch Đằng Giang để theo lời yêu cầu của người lính già và tặng cho các anh chiến sĩ hải quân. Bạch Đằng Giang sông Hồng ruộng cuồn hòa dâu tiếng rồng rồng là thầm rồng anh hùng Nam Bắc trùm trên trời xanh muôn sắc đua trên bao mô dưới đây dòng nước ánh sáng vẫn vơi nhấp nhô hàng cây cao xoay bóng gió cuốn muôn ngàn lâu hồn ai đang phong phơ trong gió cao xiên mơ mây thời liệt oanh của bao người xưa chung tranh vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân yêu mình ra tay tuốt ươm bao lần dòng nước trăng xoa dưới trời quang đãng từ xưa nêu cao tấm sông hùng dũng của nơi gió tiên dòng dòng lạc hồng dòng anh hùng Nam Bắc trùng trên dòng sâu muôn bóng gây trong trí ta biết mây thành tinh biết mây chiến công đã qua diệt quân Ngô Tiên Chi giết hết quân Giải Lang kìa quân Trần quân quân đánh thắng quân Hoang nước vẫn sang với trời non nước ngày nay noi gương tấm gương anh hùng dù có với tay quyết cùng nhau bước làm cho gió biết cho con ở giống tiên dòng đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nơi giống tiên dòng giống anh hùng giống ngọn đèn Nam Bắc chưa gửi lời chào đến quý vị khán thính vâng, giả. Vâng, kính thưa quý vị thì giờ một tiếng đồng hồ qua rất là nhanh, chúng tôi cũng có rất nhiều chuyện để mà thưa cùng quý vị nhưng mà rất tiếc thì giờ có hạn, chương trình cũng có hạn. Chúng tôi cảm ơn Hồn Tiệp TV, ban giám đốc cũng như tất cả các anh em nhân viên trong tối hôm nay đã chịu khó nghe anh em chúng tôi tâm sự. Tất cả những cái gì mà chúng tôi nói hồi nãy giờ là những cái tấm lòng của chúng tôi đối với tất cả mọi người, nhất là các anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và anh em chiến hữu nói riêng. Và chúng tôi luôn dịp đây cũng xin gửi lời chia sẻ đến tất cả các em, các cháu, cái tuổi thế hệ sau này, nhất là các em ở Việt Nam, nếu mà mình có dịp được thì cố gắng làm sao giữ gìn bờ cõi, cái đó là cái quan trọng. Vì như các em biết, xưa ông chúng ta đã làm những cái chuyện đó mà bây giờ chúng ta không làm được thì rất là hổ thẹn với tổ quốc non sông. Anh em hải quân chúng tôi đã có một vài cái đóng góp, tuy không lớn nhưng mà gây tiếng vang cho toàn thế giới. Mong rằng tất cả các anh em, tất cả ở Việt Nam hãy cố gắng để vươn lên và
đáp lời sông núi để giữ vững quê hương, đất nước của chúng ta. Một mảnh đất mà rơi đi thì chúng ta rất là đau lòng. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng, rất là bình an trong gia đình, hạnh phúc. Và cảm ơn Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan. Chúc các em luôn luôn vui mạnh và anh em mình sẽ gặp nhau dài dài. Cảm ơn Nhà Sữa nữa nha. Cảm ơn Lê Bá Chư rất là nhiều. Chương trình của chúng ta đã tới giờ chia tay rồi. Thưa quý vị ơi, chắc lần sau em sẽ mời anh Chư nói tiếp. Anh Chư nói hay quá, chưa có đủ. Thật ra anh nói là những cái top trẻ, mấy em camera chúng ta là đều top trẻ, không thích, rất thích chương trình Tiếng Hát Hậu Phương để các em học hỏi về chiến tích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Nghĩa Sữa và anh Lê Bá Chư chia tay với quý vị ở đây. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua với chương trình cũng như với anh Lê Bá Chư. Hẹn tuần sau vào giờ này 7 đến 8 giờ, giờ Cali. Bye bye. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương. Trời